Tối qua tại công viên Bờ Đông Cầu Rồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Đà Nẵng năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và đông đảo người dân du khách tại Đà Nẵng. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Ninh Thuận với bờ biển dài hơn 105 km được thiên nhiên ban tặng, nguồn tài nguyên phong phú đa dạng về sinh học và nhiều thắng cảnh nổi tiếng, trong đó Vườn Quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vịnh Vĩnh Hy được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, là một trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam. Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nhằm thực hiện mục tiêu đưa ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025 và thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn phát triển bền vững vào năm 2030, Ninh Thuận ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư ở vùng trọng điểm phát triển du lịch phía Bắc, phía Nam và trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm để hình thành hệ thống khách sạn, trung tâm thương mại, các khu giải trí phức hợp kết hợp nghỉ dưỡng lưu trú, các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mang tính khác biệt hấp dẫn, đồng thời đẩy mạnh công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thành phố trong khu vực duyên hải miền Trung và các tỉnh thành phố trong cả nước. Với truyền thống hiếu khách, thân thiện và khát vọng vươn lên của cán bộ và nhân dân Ninh Thuận, chúng tôi sẵn sàng chào đón và đồng hành cùng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các nhà đầu tư bất động sản, du lịch trong và ngoài nước. Tại đây, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động kinh doanh du lịch và phát triển bền vững, các doanh nghiệp thực hiện thành công dự án của mình. Hãy đến với Ninh Thuận để đầu tư, trải nghiệm, tham quan nghỉ dưỡng. Các doanh nghiệp sẽ sớm nhận ra Ninh Thuận thật sự là điểm đến tin cậy, an toàn, thân thiện và có nhiều cơ hội để phát triển. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chúc mừng sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện nỗ lực lớn của tỉnh Ninh Thuận trong việc đẩy mạnh liên kết hợp tác, xúc tiến quảng bá, góp phần tăng tốc phát triển du lịch. Đồng chí Hà Văn Siêu đánh giá cao sáng kiến quảng bá văn hóa du lịch Ninh Thuận, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào cuộc, liên kết hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch của Ninh Thuận. Đồng chí Hà Văn Siêu cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các tỉnh miền Trung và Ninh Thuận quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư đổi mới sáng tạo và phát triển du lịch. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Đà Nẵng năm 2024. Ngày sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, các đại biểu và đông đảo người dân, du khách Đà Nẵng đã trải nghiệm và thưởng thức những màn nghệ thuật ấn tượng, những sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận trưng bày tại sự kiện.